Đã lâu quá. Dạ, còn bỏ lại á. Tưởng ra qua rừng chứ. Dạ, Tăng xin chào ông bà cô chú, anh chị em đã quay lại kinh Tăng Mít ha. Dạ, hôm nay Tăng về bên Trà Vinh, cái vườn mít của Tăng á, bà con cô bác. Thì để mà quay lên chia sẻ cho bà con cô bác xem cái vườn mít của Tăng đang phát triển như thế nào. Và sắp tới Tăng sẽ, đợt này Tăng sẽ về, Tăng sẽ chắc có thể là Tăng sẽ làm bông. Tại vì bông ra quá trời là bà con quá. Đó, mà giá nó cũng có giá quá, đâm ra Tăng cũng tính làm bông đợt này để trái luôn. Cây thì nói chung nay nó cũng quá là lực lượng rồi. Cây của Tăng thì mới trồng được khoảng tính ra là Tăng cũng nhớ máy để hỏng anh. Ủa, cây mình đúng ra là bao nhiêu ta, bao nhiêu tháng rồi ta? Cây mình 15 tháng rồi đó. 15 tháng à? Đó, cây của Tăng 15 tháng. Đâm ra tháng 9, 15 tháng. Hôm nay thì về thăm vườn thì cũng có mẹ của Tăng với cái bà bên Mỹ về chơi, Tăng cũng dắt về, dắt bà đi tham quan chơi. Ông bà cái gì, ông chơi qua đi xíu à? Chơi qua rừng mà cái này. Ủa, mình sao nó đẹp cái vậy? Này là luộc ngon á, mà nó chín rồi. Rủi ra nè. Nè. Nè 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 nè. Hái cái này nè. Hái cái này về luộc ngon nè. Nè. Không có cái bọc. Đắng 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 mới ngon. Luộc đắng ngon. Trời ơi. Hái đi, hái đi. Này luộc là chấm chao là hết sảy ha bà con cô bác. Đó, trời ơi. Món này là món ghiền. Trời ơi. Để hộp với để luôn, luộc nguyên trái luôn. Đó. Trời ơi, đặc sản luôn mà không biết ăn trời. Bởi vậy bà con bác thấy không, công nhận là ở quê rất là phí phạm. Cái này ở trên sao mắc 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 nó không, mà không có mà đây bỏ không à. Rồi để xe ra lụm u nhóc luôn rồi. Dạ thì để Tăng chia sẻ thêm là đúng ra thì cây này thì có thể là Tăng sẽ để một trái đến hai trái được rồi bà con quá. Đó. Thì đợt này Tăng sẽ về ấy, nói chung là nó cũng có nè, Tăng cũng cắt bỏ nè. Đó, không cắt bỏ nè, vừa nó cũng bỏ nè. Bỏ số nói chung phải để là trái này là khoảng 2 3 tháng đó là ok, là đẹp hết bà con quá. Nói chung là trái rất là đẹp mà không. Đẹp. Thôi để sắp tới Tăng sẽ để lại cho hàng loạt luôn. Chứ thấy giá nó cao quá ta cũng nôn, chung cũng giống rồi cô bác. Bữa giờ trồng cái thằng Thái kia thì ta cũng đổ vô rất là nhiều mà cũng không có thu hoạch được nhiều mà con quá. Nói chung chủ yếu là Tăng làm ở đây thì để Tăng có cái nhìn nó khách quan để cho bà con cô bác mình xem. Thứ hai là những cái video này chia sẻ lên vậy mới thực tế, bà con cô bác mới thấy được là cái nào mình làm tốt, cái nào mình không làm tốt các bà con các bác. Đó. Thì cái này đây, hiện tại đây thì đây là tốt rồi nè. Đó, giống như hồi giờ rồi Tăng sẽ chia sẻ thêm cho bà con cô bác thêm một cái video nữa là Tăng trồng lại cái vườn trên kia. Là Tăng đốn mít Thái rồi, trồng lại có phải không? Bà con cô bác nhớ đón xem video đó ha. Rồi Tăng cũng thông báo cho bà con sơ qua tí xíu. Thì cây á, thì Tăng cũng vẫn làm cái cây mít cụ đỏ Indo này, cũng cung cấp cho bà con cô bác ha. Bà con cô bác có nhu cầu thì nhớ gọi qua số hotline 0862 70 70 80 bà con cô bác gặp em Thắng đó. Còn thôi thì gọi qua số 0353 188 100 là đó là số của Tăng ha bà con cô bác. Ở đây bà con cô bác mình thấy á, cái vườn của Tăng á, là nó sẽ có hai cái kích cỡ cây. Vườn này miễn bà con cô bác có xem trước kia thì bà con cô bác cũng biết là nắm được cái vườn này là Tăng hồi đó là ông anh ông chăm sóc á, là nó do là bị lậm phân
Tăng bị lậm phân một lần nha bà con bác. Vừa này tăng lậm phân một lần chết hết gần phân nửa, đâm ra những có cái cây nó không bằng những cái cây trên kia. Đó, những cây này tăng lậm sau. Cây này thì lậm sau thì nó mất hết là gần một năm trời. Nói chung cây này tăng mới lậm sau có mấy tháng thôi. Khoảng 4-5 tháng à. Còn cái cây này là còn nè. Nhưng mà nó không phát phải chim mà không bị lầm phân á, thì hồi đó thằng cú lại nó mới sống vậy thì nó sẽ phát hơn cái này nữa nha bà con các bác. Phát hơn nữa. Mà tăng nó bị lầm phân cái đâm ra nó đây, tăng sẽ đưa cho bà con các bác xem bên kia bên đây. Mương ở đây thì đang không có làm lớn lắm. Còn ở đây thì hồi trước á, tăng lên mô thì nó nói chung á, thì nó gơi vào tháng nắng thì nó rất là dở. Nó dở gì bà con biết bác biết sao? Là mình tưới nước nó không có thể nào mà nó rút xuống được. Thứ hai á, là gió nó hay quơ. Đây tăng chỉ cho bà con bác xem mình trồng hơi cao. Nhưng ra sau này tăng tiêu ấy là bởi vì tăng mới làm ấy vô thêm tay nó sẽ hơi lung lay cái gốc, tại cái gốc tháp nó nằm đây nè. Đó. Sau này bà con bác mình có trồng á, thì nên bà con bác trồng xuống tầm khoảng độ này xuống đất. Độ này thì nó sẽ cứng cái cây hơn. Đây, cái gốc tháp nó đây thì nó sẽ cứng cáp cái cây, nó cây nó sẽ chất lượng hơn. Còn mình trồng nó mô thì nó sẽ. Đây thì sẽ đưa qua cho bà con cô bác xem cái cây nó còn lại. Đó, cái cây này là cái đợt mà bị lậm phân á, nó ấy lại nè. Đó. Cây thì cực kỳ lớn nha bà con. Cây này mà không bị đợt đó nó bị khựng là hết tầm khoảng 4 tháng trời bị khựng rồi, 4 tháng trời. Nay gà trái con quá trời anh Duy. Chiếc này dọn sẽ sơ cái để cây này sơ qua làm bông dụng được ít đi cũng được. Chắc thằng để ít là được 500 cây không? Thằng để hơn 500 cây thử. Ở đây bà con biết sao đất nắng một cái nó khô khủng khiếp lắm, ghê gớm luôn. Ui, cái này trọng gì anh Quy? Bầu cũng gì? Bí à? Thằng bí nè. Để lựa mấy cái cây nào mà nó đủ lực á là mình để. Cái này mới ấy à? Cái vườn bên kia sao nó cái vườn ngoài kia nó bị ấy nữa hả ta? Nó khoác à? Tại biết sao hồi đó phải quên dặn anh đó là đào. Hả? Biết sao cái đất nó bị chết rồi, mình trồng cái thái nó bị chết rồi. Sới mình phải sới gọng xíu. Để Tăng sẽ quay một cái video bên đó cho bà con bác mình xem và nghiên cứu cái đất đó để tránh tình trạng như của bên Tăng. Đó, thì có những cái đó thì mới biết cái vườn như vậy thì bà con mới biết được là nó ấy như thế nào. Ủa cái cây này ngộ vậy? Ủa sao? Cây này coi bị khẩn nè. Còn cái đó là cây nữa hả? Anh trồng vô đó, anh thấy cái này tốt đó, anh để. À. Này tốt lại. Này tốt lại hả? À. Hẹn gì thấy hai cây. Cây nhỏ này, cây nhỏ, bít cây nhỏ luôn hả? Bít cây nhỏ này nè. Tại vì nó phát lên này. Ờ. Rồi đó tí phát. Nói chung ủa này anh mới rải phân hả? Quy. Rải ba cái phân xuống về đó. À, phân hữu cơ hả? Tháng này nói chung rải phân thì nó không có không ngon lắm. Khô quá ha, đất khô quá khô. Mới có 2 ngày mà gì nè. Quá trời. Nẻ rồi. Số mà còn tại. Cực kỳ đó tốt, mấy cây này hết biết luôn. Đó, mấy cây này để là ok, lực ghê. Cây bữa nay công nhận đấy, cây này mà rớt mưa xuống là dữ lắm. Bây giờ chắc
Em sẽ để một số. Cái này mình xử lý thì nó phải 2-3 lần nó mới ra bông lại. Hai vậy hai hai tắt hả? Nhiêu ký? 15.000 ký à? Là sao? À, bán chợ á hả? Bé được nhiêu không? Thì ký vậy? Cái nào cái này hả? Cái này nó cớt ấy thôi chứ không có gì đâu. Cái này nó rớt cái kiểu như cái cây này nói chung thật sự nó cũng vẫn là bị ảnh hưởng rễ. Đó, ảnh hưởng rễ là cái vấn đề gì, cái này nó bị cháy lá, nắng nó bị cháy lá, nó sẽ rớt lá chân. Mấy cây này mà. Cháy lá chân tháng này nó hay bị lắm. Cái này thằng đúng ra là cái này hồi lúc trước mình sẽ xin thật thằng gì thằng là anh Vin. Thịt ăn viên thì nó sẽ không cháy lá, đỡ cháy lá. Tại tháng nắng nữa cháy lá lắm. Đâu rồi, nãy giờ mới hái được nhiêu à? Đâu? U này về luộc là hết sảy đó. U là nhóc luôn nè. U quá trí luôn, vậy mà bỏ không? Trời ơi, ăn không? Chao lấy chao môn á. Ôi chao môn, bữa hổm mua chao môn ở kia không có ngon. Trái nó chín rồi bỏ, bị đục rồi. Trái nó đem về ăn gì, nó đem về. Nó đem về được. Ở đây trên ấy thì không có ăn mà đây thì bỏ ghê gớt. Bởi vậy thiệt tình, chỗ này luộc ngon lắm. Bởi vậy ở quê mấy cái này mà không biết ăn. Cái này là ăn là còn gì bằng, trời mấy cái nó non. Bứt cửa lỗ hết à. Nhóc luôn. Bên đây còn đây. Đây đứng quay khúc này cho bà con khỏe xem nó. Ồ, bông nhóc này. Nó xịt chùm cái nó ra nhóc vậy, cắt dọn ấy xong xịt nó ra mấy bông này là lấy được. Nó này dễ bông. Ừ. Tháng này là tháng thuận. Hết biết không? Ủa cái nước này có ai cầm luôn rồi. Cái cỏ này thì cho xịt để không có xịt thuốc cỏ nhưng mà để làm xong cái ấy lại để cho làm hữu cơ luôn. Tốt. Này thì tăng cũng ít đi vườn đó bà con cô bác, đâm ra là tăng cũng ít có ra video, mong bà con cô bác thông cảm cho tăng ha. Thì tăng cũng có việc của nhiều quá, với chợ bị đi làm giấy tờ đi bên Trung Quốc nữa thì đâm ra tăng không có đi vườn. Đi vườn cắt mít với quay clip cho bà con cô bác vào xem. Thì sắp tới thì tăng sẽ cố gắng những mà cái công việc tăng xong rồi á thì sẽ tăng sẽ cố gắng để quay cho bà con xem, để tăng chia sẻ cho bà con mình thêm cái nữa.
là cái mít này Tăng có cắt cái đọt cho bà con cô bác, nó Tăng cũng có đặt cắt đọt, nhưng mà cắt cái đọt đó là một lần một duy nhất thôi, nó cái đọt cái á, Tăng cắt cái đọt cái. Ui, chứ không có ấy. Rồi á, Tăng tiện tỉa nhánh rồi, theo bà con bắt theo tỉa không có đây nè, Tăng không có tỉa quá đâu, tỉa sơ sơ thôi. Nó những cái nhánh mà nè, đó bà con có thấy nha, nhìn kỹ nha, nó tỉa những cái nhánh ấy thôi chứ không có tỉa quá đâu ha, để mà nó thoáng tí thôi. Mình tỉa mấy ví dụ như mình cắt mấy cái nhánh này quá, nó mấy nhánh này quá thì cây nó sẽ mất sức nha bà con bác. Đó. Trái quá trời ra, trái quá trời. Các bà con cô bác ở nào mà có chồng miễn mà không ấy thì cứ đón xem video Tăng, và nhớ đăng ký cho Tăng một like nha, để có những video lên tiếp theo bà con cô bác xem, để mà nắm được tình hình cái bức đỏ sắp tới. Còn cây nữa thì Tăng cũng nhắc lại với bà con cô bác mình, thì Tăng vẫn làm cây giống cây gục đỏ Indo. Hiện tại thì Tăng vẫn làm, bà con nào cứ nhu cầu thì cứ gọi qua cái số hotline của Tăng là 0862 70 70 80, hoặc là gọi số của Tăng là 0353 188 100, thì Tăng sẽ tư vấn cho bà con. Rồi Tăng sẽ nhận cây của bà con ha. Có nhu cầu thì gọi số đó, để có em của Tăng thì ta sẽ cập nhật lại cho bà con mình. Thì giá cả thì cũng hợp lý bà con các bác. Thì lúc trước thì ta cũng làm cây thì ra 45.000, thì theo loại cây nha bà con các bác. Thì chắc Tăng cũng chia sẻ video ngắn này cho bà con xem, để nắm tình hình cái vấn đề cái bức đỏ. Thì mong bà con cô bác ủng hộ và chia sẻ cho Tăng ha. Rồi thì bà con cô bác đón xem cái video mà tiếp theo là cái vấn đề cái đất mà trồng mít Thái rồi đó, lý do gì là tại sao nó không phát nữa đó, thì Tăng sẽ làm một video chia sẻ cho bà con nữa. Đó là chính cái mảnh đất của Tăng nha, đã trồng mít Thái qua đó. Mong bà con cô bác đón nhận tiếp theo ha. Dạ thôi thì Tăng tạm biệt bà con cô bác, hẹn bà con cô bác gặp lại video sau ha, và chúc bà con cô bác một ngày thật nhiều sức khỏe nha. Dạ.